bài này hay vãi. Đúng thế. Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy. Cứ thể tôi, cứ thể tôi. Khát nước quá. Em khát nước không? Khát nước quá nhỉ. Lấy chai nước. Nhắc mình nhớ. Hôm nọ anh vào Sugar Cây là có cái nước Coca, nước lọc vị Coca. Nước lọc vị Coca. Thử không? Anh đi mua đi. Hay đi mình đi mua. Thế đi được. Anh sẽ luôn tận vâng. Tất nhiên là mình sẽ không uống mỗi cái chai này mà chúng ta mất công ở đây rồi, thì sẽ thử luôn mấy cái nước dị hợm của Sugar Cây để xem mà nó như thế nào. cái này. Thử luôn. Em muốn uống Lan Dung Quang hay là uống Me Co? Lan Dung Quang nhá, đắt hơn chắc ngon hơn. Ok. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ đi nhặt thêm cái nước dị dị này nữa và chúng ta sẽ quay trở lại phòng mình để xem là cái nước này uống như thế nào. Rồi ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì đương nhiên chúng ta lại có sự xuất hiện của bạn nữ tên Quy. Nói chung là anh em xem từ đầu video thì đều có nhận ra rồi. Và ngày hôm nay để kỷ niệm là cái kênh mình vừa mới được, rất cảm ơn anh em, thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm một cái video thử những cái món dị hợm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thử những cái món đồ uống dị hợm ở trong Circle K. Đã bao giờ anh em nghe đến nước lọc vị Coca chưa? Cái này là chai nhập khẩu từ Nhật này. Hoàn toàn đầy đủ ở đây là chữ Nhật hết. Thật là giá đắt thế. Cái này bọn mình mua với giá là 56.000. Ok, và chúng ta sẽ thử cùng nhau xem là nước lọc vị Coca này nó sẽ như thế nào. Thật ra thì cái chen nước lọc vị ấy này nó đã có từ lâu rồi. Anh thấy là nó có từ cái hồi cái chai Ice Cộng ấy, có vị đào, xong có cả nước lọc vị trà sữa. Này, thử okay. Này đi. Này, em mở đi. Lúc nãy anh lắc ấy, sợ nó em biết. Này này, nó không có ga đâu. Có ga thế này. Nước ngọt có ga. À mà thắc mắc vì sao mẹ cầm cái XR ở đây là để ghi âm. Rick it. Cái này hợp với em này. Rồi anh mua về để cho anh dùng. Ui cái tiếng. Đúng cái tiếng mỗi lần mở nước có ga. Nhưng mà nó không bị sùi lên. Và bạn nhìn thấy như thế này. Đó. Trên cái chai này thì nó ghi là 0 kilo calo. Có nghĩa là cái này uống vào hoàn toàn là không có đường, không có chất béo gì cả. Ngon. Ngon rồi. Nhưng không có đường nhưng nó lại ngọt ngọt nhá. Wow. Ngon nhỉ. Ngọt nhưng mà các bạn tưởng tượng ấy, cái vị của cái này nó giống hệt vị Coca. Vị Coca mình uống bình thường nhưng mà nó không ngọt như Coca bình thường. Cái này thì nó được cái là thứ nhất là nó không có chất béo, không có năng lượng, nó không có một cái gì cả, uống và nó rất là phù hợp cho những ai đang thừa cân đang béo. Còn như mình thì có lẽ là mình cũng không cần cái thức uống này lắm, đúng không em? Anh không cần những cái thức uống này lắm vì anh có đâu có béo. Anh đâu có béo đâu. Anh chỉ béo vai đái thôi. Cô tin là tôi có thể mời cô ra khỏi video thôi. Nó ngon hơn mình nghĩ. Ban đầu mình nghĩ là nó sẽ kiểu uống kiểu tẩm tẩm ấy, hay mình mua về uống thử, nhưng không ngờ nó rất là ngon. Được, nếu như mà 55.000 thì hơi đắt nhỉ. Ví dụ tầm 30 thì được, nhưng mà 55.000 thì hơi đắt quá. Nếu như cho em chấm điểm này bao nhiêu? Này á, 10 điểm. Kinh. Nhưng mà mình thì sẽ cho nó khoảng 8 điểm. Ngon mà. Trừ 2 điểm giá nó cao quá. Mừng 50.000 sắp. Cheers. Có luôn, có như Coca thượng. Đúng là Coca thứ thiệt mà. Bây giờ chúng ta sẽ thử sang một món thứ hai. Một cái món này thì giá cũng không hề rẻ. Cái này là mình mua 40.000 à? Hay 35.000 à? Không nhớ lắm, mình như là khoảng 35-40.000. Nói chung là khá đắt. Một cái trà sữa đến từ Tung Của. Uống thử luôn. Em thử bóc ở đây coi. Để bóc cho. Bóc đoạn. Em ăn lối bước về. Lại xây bờ. Kéo dài được à? Nghe là chọc xương ở đây à? Ui hay nhá.
để mà miêu tả cái vị của nó thì nói chung là nó có vị sữa. Nhưng mà bạn nào mà uống cái trà sữa gì nhỉ, trà sữa ô long ấy, em thấy cái vị giống ô long không? Bạn nào mà uống cái trà sữa ô long thì vị giống hệt, nhưng mà cái này nó rất là nhạt. Và nhưng mà nó đúng là nó đậm vị trà thật. Để xem mình có bẩy được không, mình đổ cho các bạn xem cái nước trà sữa bên trong nó như thế nào. Màu vẫn thế mà, giống trà sữa bình thường mà. Đậm hơn tí. Giống mấy cái màu kiểu trà sữa đóng chai ấy. Đây, cái màu này nhìn nó như thế này. Cái màu này thì nhìn nó na ná với màu sữa Milo. Khá là thơm, nhưng nói chung là nó không dễ uống lắm. Nhưng mình nghĩ là sẽ có nhiều bạn hợp với cái vị này. Nói chung là khoảng 40.000, 35-40.000 mình thà mua sờ một cốc trà sữa bình thường uống cho nó ngon. Còn có trân châu này, trà sữa không thể thiếu trân châu được. Trà sữa trân châu, không có trân châu là không được rồi. Có lịch sử là ăn trân châu với cơm. Cái này anh cho chắc là 7 điểm. 5 điểm thôi. Đó, chúng ta sẽ đến với cái món thứ ba. Nước tăng lực đầu châu, uống vào là thành đầu châu mặt ngựa. Để coi. Em lên trường cầm dao cầm gậy. Em biết ở đấy không? Câu tiếp theo gì nữa? Tuổi thơ lại toàn hát với cái bài nhạc chế nhạc chủ thế này. Ơ em xin lỗi các bạn đi. Xin lỗi mọi người đi. Sumimasen. Oh yeah. Thật ra bình thường thì mình hay thích uống cái chai Red Bull của Thái. Mọi người chắc là đều rõ về chai đấy. Nhưng mà mình chưa bao giờ mình thử cái này, thì quyết định hôm nay mua về uống thử. Nó bán song song với cả cái chai của Thái và giá cũng 12.000 đúng không? Cũng ngang. Thì mình sẽ uống thử xem là cái nước tăng lực đầu trâu này nó như thế nào. Ơ mùi giống hệt Red Bull à. Ừ. Nói chung là các bạn tưởng tượng là cái Red Bull Thái đóng chai con như này, xong rồi cho thêm tí đường vào, nó ra này uống nó y hệt. Đố em biết nhá, Doraemon khi bị thiến thì sẽ nói gì? Nói gì? Oh, 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 Nobita. Trời ơi, uống cái này vào anh cảm thấy anh thông minh quá. Nobita. Em phải nói không biết chứ, để anh diễn chứ. Nào. Các bạn nào thích thì có thể mua về uống thử. Nhưng mà nếu là mình ý, thích thì không uống. Thì mình sẽ uống Red Bull, bởi vì cảm giác là kiểu nó có brand hơn ấy, có tên tuổi hơn, uống nó yên tâm hơn. Nhưng mà wow, cái này thì cho 8 điểm. Giống Red Bull, 8 điểm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái món mà do bạn nữ tiền quy chọn. Đó là Fanta Jelly. Yep. Có nghĩa là nước Fanta nhưng mà có thạch đúng không? Ừ. Và mình mua cái này mình nhớ là giá nó không đắt, nó đâu đó có mười mấy nghìn ấy. Mười mấy nghìn thôi, không. Lắc lon 10 lần trước khi uống. Không, nhưng mà ga nó nhẹ cực kỳ ấy. Nhưng mà mùi nó bay ra tận đây, vẫn mùi Fanta. Em muốn thử trước đi. Em muốn em chết trước đúng không? Không, lady first mà. Cái nào ngon thì uống, cái nào không ngon thì uống nào. Nó thế nào ấy, tao tự nhiên lại cái ok. Anh nói thế thôi, kiểu gì anh chả uống, tiền anh trả mà. Các bạn biết cái thạch do cô Long Hải không? Cái đấy như kiểu nó nát ra, xong rồi đổ Fanta vị cam vào, nó thành cái này. Mình cũng thắc mắc là không biết cái màu bên trong như thế nào. Ok, mình sẽ thử đổ ra cho anh em xem là nhìn nó như thế nào. Ui! Mọi người có thể nhìn thấy khá là rõ là cái Coca, là cái Fanta này nó rất là đặc. Nó như kiểu là chắc là một nửa cốc này phải là thạch ấy. Ok, chấm điểm. Mình không thích cái này. Mình không thích cái này lắm. Em cũng thế. Thế thôi, khỏi chấm điểm. Nói chung là mình sẽ không mua lần thứ hai. Nói vậy cho nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món cuối cùng trong bữa liên hoan ngày hôm nay. Đó là thạch cao linh quy đậu đỏ. Bao thử coi. Để sẽ làm món cuối cùng của ngày hôm nay. Nó sẽ có thêm một cái này là mật. Cái này là một gói mật. Chắc là để đổ ở trong này. Và nếu như mà nhìn kỹ thì phía bên dưới này nó có cái gì như chế độ đen ấy, em thấy không? Thật ra mà anh có linh cảm mà cái này nó sẽ ngon. Thử coi. Cho phải cho này vào. Ăn nó rất là nhạt nhưng mà không cho. Nhưng mà nhìn như đậu đen tại sao lại ghi là đậu đỏ nhỉ? Cái hạt nó bạch tím à? Này chắc là mật thì sao ta? Nó có cái vị ngọt đường và thôi. Nó chua nhẹ nhẹ như kiểu là ăn nó kiểu gì ấy. À. Mình thấy một đời nó rất là nổi những cái người mà thích ăn cao linh quy thì thấy bảo là nó tốt cho sức khỏe hay cái gì đấy. Nhưng mà
mình thấy nó không ngon, cá nhân mình thấy nó không ngon và chắc là mình sẽ bỏ nguyên hộp này, mình không ăn được miếng nào nữa đâu, bởi vì ăn nó rất là dị. Rồi, bây giờ tổng kết hôm nay chúng mình đã cùng nhau thử tới 5 món đồ uống khá là dị của Circle K, cũng là một cái bọn mình thử cho các bạn nào mà có tò mò là nó như thế nào thì các bạn có thể hình dung ra được. Nói chung thì từ nãy giờ đa phần bọn mình mua đều fail cả. Thì mấy lần là bọn mình thử đồ ăn thì hình như là lần nào cũng toàn mấy món dở hâm dở hồn đúng không? Uống vả vẩn, nhưng mà lần này thì được cái món Coca-Cola Clear kia, uống nó khá là được. 50 mấy nghìn mà không được thì... còn cái gì được? Rồi, vậy là tổng kết lại, nếu như mà các bạn nào thích thì trong những món vừa rồi mình vừa nói ấy, thì mình chỉ recommend các bạn là uống thử cái Coca-Cola Clear thôi, bởi vì nó khá là hay, khá là dị, khá là độc. Và nếu như các bạn nào mà thích những video như thế này, đừng quên like cũng như để lại comment phía bên dưới. Và các bạn muốn bọn mình thử tiếp những cái món nào thì cũng có thể comment xuống phía bên dưới luôn, trừ thịt chó thì mèo ra. Còn bây giờ thì xin chào và một lần nữa rất rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái channel của mình, và đến nay đã đạt được đến con số là 50.000 sub rồi, thì mình rất là cảm ơn. Bởi vì cái channel này thì ban đầu mình lập lên với cái ý định nó rất là vớ vẩn, nó chỉ là một cái channel mình làm những cái linh tinh, những cái mình không được làm ở trên channel chính của mình thì mình làm đây, và không thể ngờ là đã có một ngày nó lên được con số sub như vậy. Thì rất cảm ơn anh em. Rồi, ngắn gọn như vậy thôi. Còn bây giờ thì xin chào và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video sau. Peace.